Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo kênh Út Phương Vlog nha. Sáng sớm hôm nay trên đường đi làm á, Phương phát hiện một cái xe bánh mì của chị gái nha, bán rất là hấp dẫn luôn. Bánh mì chả cá, bánh mì heo quay, bánh mì thịt nướng có 15-20 ngàn một ổ à. Ở đây địa chỉ 247 đường Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1 nha cô chú anh chị. Phương ghé vào ghi nhận chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình xem ha. Cô chú anh chị nào sáng có đi ngang cái khu vực này thì ghé mua ăn thử nha. Đây cái xe bánh mì của chị nè, có cái bảng này của chú chị. Ở tủ thì chị trưng bánh mì nè ha, hộp gà. Ở bên đây thì chị đang nướng thịt nha của chú chị. Cái thịt nướng này rất hấp dẫn luôn, tôi đi ngang mà cái mùi khói này rất là thơm luôn nên tôi ghé vào. Đây thịt nướng. Đang nướng thịt. Ở bên kia thì có chả cá với heo quay nha. Qua quay cho cô chú chị mình xem. Đây cái xe bánh mì thì chất đồ ăn rất là nhiều nha cả nhà. Ở đây chả cá nè ha. Chả cá. Trên này có heo quay nữa nha. Dưới này là rau dưa, đồ chua, mỡ hành, ớt, nước sốt. Đây chị bán bánh mì là tới 4-5 loại luôn. Thịt nướng, heo quay, chả cá, ốp la. Dạ đủ món ăn hết trơn. Xe nhìn đã không cả nhà. Đây trứng chiên. Không biết gà chiên tiện vậy không. Bánh mì anh này ăn trứng không hả chị hả? Trứng không. Trứng không gì thì bao nhiêu tiền chị? Bán 16 ngàn. 16 ngàn. Hai trứng. Cái trứng hay một cái? Hai cái. Hai trứng luôn chứ chị. Hai trứng mà chị bán có 16 ngàn. Đây thịt nướng nè. Mà thấy cái món thịt này hấp dẫn nè. Ở đây mấy giờ dọn bán rồi chị hả? 6 giờ. 6 giờ. Ngày nào chị cũng bán hả? Ngày nào cũng bán. Có nghỉ không? Chủ nhật được có nghỉ không? Ít nghỉ lắm. Dạ. Có nghỉ lần á. Chủ nhật vẫn bán luôn nha cô chú chị. 6 giờ chị dọn bán. Bán tầm tới mấy giờ mình nghỉ? Bán từ ngày có bữa dịch sớm bữa dịch trễ. Dạ. Thường thường hay chờ học sinh thì ra nè. Khoảng tới trưa luôn hả? Tới trưa đến 1-2 giờ. 1-2 giờ luôn. 16 ngày. 6 giờ chị dọn bán rồi cô chú chị. Vì khi dọn tất dọn như sớm, ở mà mệt thì dọn như sớm. Dạ. Ngày, thịt nướng này chị bán bao nhiêu một ổ? Thịt nướng. Ổ 23 ngàn. 23 ngàn. Dạ, giá nào cũng bán, ai chục cũng bán nữa. Dạ. Ai kêu ổ thì mình bán 23 ngàn. Dạ. Cái này thịt heo hả chị hả? Heo với thịt bò chung. Heo với bò chung luôn. Dạ. Tưởng thịt heo không chị? Heo này, không thì nó cũng không ngon, nó không thơm. Heo với bò. Heo với bò chung. Dạ. Bò không thì nó khô. Bò không nó khô phải có heo vô nữa. Heo vô nó có mỡ mỡ nó mới ngon. Dạ. Nó bị khô miếng thịt ha. Dạ, nhìn nướng hấp dẫn luôn đó nha. 23 ngàn một ổ. Giá bình dân ha, 15 ngàn cũng có nữa, thấy gì dạ. Để khoảng 15 ngàn. Giá nào cũng có, giá nào cũng bán đó. Heo quay chả cá thì bao nhiêu một ổ? Cũng vậy à. Cũng vậy ha. 15-20. Dạ. Giá nào cũng bán đó. Thấp tức là 15 ngàn ha. Dạ, thấp nhất 15 ngàn. Thịt nướng thơm lắm nha cả nhà. Này nhà làm mình làm luôn hả chị? Nhà hả? Làm luôn. Ồ. Mua thịt về mình làm luôn, tự làm. Ngày gì mình bán gì bao nhiêu ký thịt? Không biết bao nhiêu, chỉ biết cái ổ thôi chứ không biết bao nhiêu, tự nhiên nó tùm lum hết. Không thịt nướng nè. Nướng không biết bao nhiêu ký thịt nhưng mà nó chào chỉ biết bánh mì thôi. 150, 140. Thịt trong này nè ha. Nó tùy theo đủ loại hết mà bán được cũng 100 được, cỡ 150, 140 ổ. Dạ. Đến trưa về. Rồi cô đã bỏ bánh mì kìa. Ngày chỉ bán hơn 100 ổ của chú chị. Cái đường Hoàng Sa này buổi sáng tôi thấy xe đi lưu thông nó cũng vắng hơn những cái con đường khác nha. Nào được đây chị nói là cũng gần cái trường học á nên bán cũng được, chứ chị bán lai rai vậy chứ người ta đi làm, người ta đi làm cái đường này hơi vắng ha. Đúng rồi, cái mì thịt ăn thử mấy cái heo quay với chả cá với ốp la là tôi ăn thường
xiên à. Thịt nướng này ít ít có chỗ bán lắm cô chú anh chị. Tại buổi sáng ít chỗ bán là ta ngồi ta nướng thịt vậy không. Không ai cho ngồi đứng nướng gì đâu, dạ. Tại vì mình đứng ở bờ kè đó. Có bún thịt nướng thì có chứ mà nướng thịt mà bán bánh mì gì không có nha cô chú anh chị. Bán lắm nha cô chú anh chị. Cũng nhanh chín quá ha. Dạ. Cái vịt thịt này em thấy chị làm nó dày nè. Dày quá. Người ta làm mỏng mấy con xe đẩy làm mỏng dánh mà dạ. Nó bỏ màu. Còn này nó à, đúng không rồi, có bỏ mấy màu xe đẩy á. Em nhìn cái mấy xe đẩy cái miếng có chút mà nó mỏng nữa. Nó vàng vàng. Không có bỏ màu. Nó vàng vàng. Cái này là màu nướng lên tự nhiên luôn nè cô chú chị, không có vàng. Em nhìn cái miếng thịt sống mấy cái xe đẩy nướng lên nó vàng, cái màu nó kỳ lắm. Cái này nó mỏng, thịt nó mỏng nữa. Mỏng. Cũng bán 15-20 ngàn ổ. Dạ. Có một mình làm thì bán con mình không ai phụ hả? Mình à. Về nướng thịt vừa bán. Rồi lúc em tự nhiên mấy ngày nay cuối tuần mới chậm. À. Có học sinh đi làm chúng ta. Tò thịt nướng nè. Còn vô chút gì mình sẽ nướng ra mày. Đó. Chị làm kem một ổ thôi. À, anh đến mua kìa. Ớt luôn anh? Có luôn. À, ở đây có nhiều sốt quá ha, anh thấy có tương, nước mắm, nước tương đồ. À, ở đây anh thấy chủ yếu là chỉ bán thịt nướng thôi cô chú. À, là cá. Cái tủ này nhỏ quá ha, chân hết trơn đồ để ngoài luôn. À, chị bán đây mười mấy năm rồi hả? Ồ. Nó lúc trước bán món cá nữa, bán món này. Ồ. Món này mới có 4 năm mà. Em cũng hay chạy đường này lắm mà sao không để ý ta, không thấy chị. Không để ý á. Đi đường này lúc dắt 9 giờ mấy rồi. Không để ý. Nướng đẹp rồi. Làm cho em một ổ bánh mì thịt đấy đi. Ớt luôn. Dạ. Kiểu bánh mì thịt nó ăn thử coi chứ chị. Bánh mì đó thì ăn nước sốt nào chị? Nước sốt. À, tương á ha. Tương á. Mà nếu mà mình không muốn ăn tương thì ăn nước tương lạnh cũng ngon á. Dạ, thôi tương đi, nó ăn tương cũng rồi. Đó mình tẩm ướp hết rồi hả chị hả? Nó cũng được ăn ha. Đây, chị làm cho Phương một ổ bánh mì thịt nè. Mở không? Không, không, nó không mở. Ổ về lại bao nhiêu? 23 ngàn ha. Ba ngàn nha cô chú chị. Đây, kêu chị làm cho Phương mà bỏ bánh mì thịt nè, nhà cô chú đi thịt nướng nha. Chị thấy có trong này nè. Ao. 4 viên nha, 4 viên thịt nha. Tương đen. À, rau dưa đồ chua. Thấy đơn giản lắm. Ở đây cho rau đừng ít lắm, chủ yếu là thịt nhiều nè nha cô chú chị đó. Ăn chưa? Rồi thử miếng cho ngon nha. Rồi ăn thôi nha cô chú anh chị. Thử miếng này, hai phần thử miếng này, có ớt trong này nữa. Thử ăn cái thịt cong của nó ngon nha cả nhà. Cái thịt chị nướng rất là dày luôn, cái màu rất là đẹp. Nó là cái màu này tự nhiên nha, không có ớt màu gì thêm nha. Thử cả nhà nha. Ngon nha, vừa ăn ngọt tí, nó thơm.
mà nó có gân với mỡ, nó không bị khô nha cả nhà, ăn ngon lắm nha cả nhà. Ngon quá. Không biết chị có bán thịt không, bao nhiêu một viên chút cô hỏi. Ớt này hơi cay nha. Tay nãy Phương lau sạch rồi nha cả nhà. Rồi còn nóng hổi luôn á. Cầm lên mà nóng. Một ổ 23.000 là được 4 viên gì nha. Tôi nghĩ 20.000 chắc được 3 viên á, còn 15.000 được 2 viên. To lắm nha, dày lắm nha cả nhà. Tính nhà chị này bán rẻ chứ. Viên gì to lắm này, vừa có thịt bò, vừa có thịt heo trong này nữa. Chị mới nướng luôn còn nóng hổi luôn. Cầm bị nóng tay luôn. Ngon. Thịt này chị rất là vừa ăn. Vừa ăn là không cần chấm gì nữa, nếu mà cô chú anh chị thích thì chấm thêm tương ớt nữa. Ngon quá. Hôm nay tôi đi quay bánh mì cũng nhiều rồi. Có chỗ ở bên chung cư phường 3 quận 4 á, bán bánh mì bò nướng lớp lớp thôi chứ không có bán dạng thịt nướng như chị vậy nè cô chú anh chị. Thịt bò với thịt heo mình trộn chung được hay ha. Ngon. Ăn nó có cái gân gân mỡ mỡ. Ngon cực kỳ luôn á. Ngon. Cái đường này hơi vắng xe à. Thường chỉ bán không có đường đông, bán lề rài chứ chưa có gì. Không có người ta không có vô dồn dập trùng dập. Nếu mà chỉ bán ở đường khác thì có thể sẽ đông hơn, nhưng mà bán ở đường khác là không có được đứng nướng thịt như vậy. Tại vì nướng thịt như vậy rất là khói. Chỉ bán ở cái đường Hoàng Sa này nó thoáng á, đứng nướng thịt ok, khói không sao. Cái khúc này là nó nằm giữa giữa chỗ cầu Kiệu với lại cầu Trần Khánh Dư nha cả nhà. Nếu cô chú anh chị đi đường Hoàng Sa mà cái hướng cầu Kiệu á, chạy qua hướng quận 1 á, chạy khoảng chừng mấy trăm mét là tới chỗ điểm của chị bán. Chạy để chỉ có 247 đường Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1 nha. Thật này ngon. Nó cay quá. Gần với cái chùa, có một cái chùa mà không biết chùa Miên hay Campuchia gì á, gần khác bên luôn. Ở này chắc lỗ đặc biệt này. Bốn quả thịt. Đây chỉ bán luôn ngày thứ bảy chủ nhật nữa nha. Nên cô chú anh chị nào mà có dịp mà đi ngang cái khu vực này á, ghé mua thịt nướng này về ăn thử nha. Tôi nghĩ thịt nướng này mấy đứa trẻ em nó rất là thích ăn. Khúc Hoàng Sa này là quận 1 nha cả nhà. Cái đường Hoàng Sa với đường Sa này nó dài từ Tân Bình xuống Phú Nhuận qua quận 1 qua Bình Thạnh luôn. Bao bì cũng đẹp lắm. Bánh mì Việt Nam nãy giờ Phương nhào nó nhìn nó hết đẹp. Có cái nước sốt tương à. Mà nước sốt này nó hơi mặn. Bữa thấy cái thập chỉ vừa ăn rồi. Cho cái sốt này vô nó mặn.
ngon quá, thịt nướng ngon quá. Thịt nướng hả? Dạ. Thịt nướng hả? Thịt nướng ngon xuất sắc luôn. Ăn nó thơm mà nó hình như có gân hay gì á chị, mang thấy nó bò, gân bò. Gân bò. À bò. Dạ. Bò nó có gân gì với lại da heo. Có thấy chỗ nào làm bán mà thịt nướng bánh mì vậy lắm. Có thịt nướng bò lá lốt thì có. Có chứ. Này chắc 23 ngàn chắc đặc biệt ở đây quá hả? Có nhiều người 25 ngàn hay 30 ngàn. Ăn thịt nhiều quá. Thịt nhiều hả chị? Em thấy cái thịt nó cũng vừa ăn luôn hả? Dạ. Dạ, vừa ăn luôn. Cái đó thịt mình có bán không không? Bán 6 ngàn miếng. À 6 ngàn miếng nha cô chú chị. Thịt có bán, chị bán 6 ngàn một miếng đây nè. Sáu ngàn một miếng mà chị bán 4 miếng mà ổ bánh mì có 23 ngàn vậy? Đâu có, 3 miếng rưỡi à. À 3 miếng rưỡi. Miếng mà nhỏ nhỏ thì mới bán 4 miếng. À, à. Có miếng nhỏ miếng lớn. À. Nhỏ nhỏ mới bán 4 miếng. À. Bởi vì thấy ổ sao bán 4 miếng, 3 miếng rưỡi nha. Cái nhiều người ta mua bánh mì thịt không luôn. Dạ. Cái này mà mua về mấy đứa nhỏ nó cũng thích ăn mấy cái này đúng không? Đúng rồi, mấy đứa nhỏ thích ăn á. Ờ, mấy đứa nhỏ nó thích ăn thịt nướng kiểu này nè. Nó không có bị khô để gì nhưng mà nó không bị khô nha chú chị. Chồng con gì đâu, không có phụ bán. Con nó không có chịu bán. Ồ vậy nó hả? Nó làm việc khác. Còn đi học rồi. Không? Con chị lớn hết trơn rồi. Lớn con hết. Chỉ có một đứa còn đi học thôi. Dạ. Đại học cũng đang đại học năm thứ mấy rồi, đứa thứ ba rồi. Rồi đại học luôn hả? Ờ, trời, hai đứa con của chị là đứa 29 tuổi, đứa 27 tuổi, đứa 22 tuổi. Ờ. Ba đứa. Rồi. Con cũng lớn vậy hả? Lớn rồi. Có gia đình chưa? Chưa, nó rồi có gia đình. Ờ. Thì là cũng có công việc riêng rồi, còn đứa đi học. Nói chung thì tụi nó làm không có được như tiền, nhà vừa đủ tụi nó xài. À. À, nên mình thử rồi chị cũng đỡ rồi, chứ hồi xưa cũng khổ cực như này. Ở Sài Gòn này mà vừa đủ xài rồi chứ à. Nó dư cũng khó lắm á chị. Dư cài dữ lắm á. $3,000 là chị bán giá này trước giờ hả? Hay là lúc trước có 20. À, lên 22 rồi bánh mì họ lên rồi chị lên luôn. À. Bánh mì mới lên á là bây giờ đồ lên, lên quá ha. Đồ họ lên rồi mình mới lên chứ không thôi mình gần lên. Tết nữa nè, đồ vật giá gì nó cũng lên. Không lên không được, không lên bán không có lời. Giờ chỗ nào bán đồ cũng nhích nhích lên chút thôi cô chú anh chị. Giờ đi ăn là quán là hủ tiếu bún bò thì cũng khoảng 35 ngàn con rồi, trước ngàn có 30 thôi, nay là lên đều hết 35 ngàn. Có chỗ thì bán để rẻ thì 30 ngàn. Đúng rồi, chỗ nào rẻ bây giờ tao bún riêu là cũng 30 ngàn đó. Dạ. Chứ lúc trước đâu tới bún riêu giờ cái gì chỉ bây giờ chỉ có sâu với bánh mì là rẻ nhất thôi. Dạ. Ăn đồ nước là cũng ăn đồ nước là phải 35 ngàn là giá chó. 30 ngàn trở lên để là chỗ nào mà bán rẻ. Cơm cũng vậy, cơm bây giờ cũng khoảng 30 ngàn trở lên. Chứ không có giá dưới 30 như hồi trước rồi. Ít chỗ bán 25 lắm. Từ lúc mà xăng nó lên giá là cái lên luôn là không có xuống ha. Lên là lên luôn. Lên là lên luôn, không xuống. Giờ xăng hạ cũng không xuống. Không xuống luôn, lên là lên luôn. Đây bánh mì thịt nướng bán này, khách vô rồi cứ ăn bánh mì thịt nướng nè. Ăn 20 thì chỉ làm 20. À. Bao nhiêu là nhiêu rồi. À có 2 kg thì mình làm 23 thì nhiều thịt. 2 kg thì mình làm. Đây. Đây thêm được không?
không dặn là làm lỡ tay. Bán lề rài gì cô chú chị? Hết tiền.